5 năm sau, vào ngày 9 tháng 2 năm 1907, ông bà đã sinh bác ở ngôi nhà này và đặt tên khai sinh cho bác là Đặng Xuân Khu. Sau khi nuôi bác ăn học hết bậc tiểu học ở trường làng, với mong muốn cho con theo con đường cử nghiệp, năm 1923, ông bà đã gửi bác lên học tại ngôi trường Thành Trung. Trường Thành Trung nay chính là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong của thành phố Nam Định. Và đến năm 1925, bác đã tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp, ân xá nhà yêu nước Phan Bộ Châu. Năm 1926, bác trực tiếp lãnh đạo học sinh của trường Thành Trung đòi để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Nhưng sau sự kiện này, bác đã bị thực dân Pháp đình chỉ học. Cho đến năm 1927, tại thành phố Nam Định, bác được kết nạp vào Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Rồi từ năm 1927 đến năm 1929, bác lên Hà Nội theo học trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương. Và từ đây, thân thế cuộc đời hoạt động cách mạng của bác đã gắn liền với sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Với những công lao đóng góp to lớn của bác, Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa Thông tin cùng với các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo quản ngôi nhà này. Và đến năm 1994, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Hoàn đã ký quyết định công nhận ngôi nhà trở thành di tích lịch sử văn hóa nhà lưu niệm đồng chí Trường Chinh. Kính thưa với các anh các chị, bác Trường Chinh được xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống khoa bảng và yêu nước. Ông sinh ra bác tên là Đặng Xuân Viện, tên thường gọi là Bốn Đễ, là con trai thứ tư của tiến sĩ Hán học Đặng Xuân Bảng. Vốn dòng dõi nho học, học rộng hiểu cao nhưng lại không chuyên về cử nghiệp. Trong thời Hán học, ông đã từng lều chõng đi thi và đỗ nhị trường. Ông ra làm quan giữ chức quan thừa phái ở huyện Tiên Nữ của tỉnh Hưng Yên. Và ông làm quan 5 năm, sau đó xin về quê viết sách dạy các con. Bà sinh ra bác tên là Nguyễn Thị Từ, ảnh bà giáp với tượng của bác Trường Chinh. Bà là con gái của cử nhân Hán học Nguyễn Đức Ban. Ông ngoại của bác sau khi đỗ cử nhân, cụ ra làm quan huấn đạo. Xong cụ làm quan 10 năm rồi lại chuyển sang nghề bốc thuốc nam với mục đích là để cứu người. Sau này con cháu của cụ đều trở thành những nam nổi tiếng của thành phố Nam Định. Kính thưa với các anh các chị, ông sinh ra bác Trường Chinh có hai bà. Bà hai tên là Lương Thị Trấn, ảnh phía bên ngoài. Bà Lương Thị Trấn sinh năm 1890 và bà mất năm 1983. Quê của bà ở làng Nội Ninh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên sau khi lấy thân phụ của bác, bà lại về xã duy nhất huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình sinh sống. Chính bà là người có công trong việc che giấu bác Trường Chinh trong những năm tháng bác hoạt động cách mạng. Sau này bà được nhà nước tặng thưởng bằng gia đình có công với nước. Còn bức tượng thờ bán thân của bác ở giữa, bức tượng này là do con cháu của bác, đặc biệt là người cháu đích tôn, anh Đặng Xuân Thanh. Anh Thanh cũng mong muốn đúc một bức tượng bán thân của người ông nội mình và anh xin phép được chuyển bức tượng về đây để thờ. Còn tượng ở dưới công viên tượng đài chỗ trung tâm huyện Xuân Trường, tượng đó nằm trong dự án cải tạo quần thể khu lưu niệm, trong đó có hạng mục là đúc mới tượng của bác. Tượng cũ của bác hiện nay đã chuyển lên trường chính trị Trường Chinh của tỉnh Nam Định mình rồi. Còn tượng mới khánh thành đầu năm 2020 nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh của bác. À, kính thưa với anh các chị, trong ngôi nhà lưu niệm còn lưu giữ được tủ đựng sách của cụ Đặng Xuân Viện, chính là tủ sách của thân phụ bác ngày xưa. Giường này cũng chính là nơi thân phụ của bác ông vẫn thường ngủ đẹp thế. Đặc biệt là hai cái tủ nhỏ hai bên này, đây được gọi là lều chõng đi thi,
mà chính thân phụ của bác ngày xưa ông đi bộ và gánh hai tủ ạ. Bên trong tủ này thì để sách vở, còn một bên tủ thì có để nồi niêu, tăng bạc, đồ dùng tư trang cá nhân. Tuy nhiên thì do thời gian nay chỉ còn giữ được chiếc niêu mốt bằng đồng. Chiếc niêu đó được sử dụng để nấu cơm và nấu được đúng một bò cho một người ăn. Thịt lều chậm. Trong tỉnh của chúng ta ngày xưa cho có trường thi quan nam tổ chức các kỳ thi hương. Thì chính thân phụ của bác, ông đã gánh hai tủ này nên Nam Định dự kỳ thi hương. Sau đó ai qua kỳ thi hương sẽ vào kinh thành Huế để dự kỳ thi hội và thi đình. Tuy nhiên thì thân phụ của bác ông chỉ có duy nhất một lần đều chẵn đi thi và ông cũng đỗ đạt ra nằm luôn. Còn bên đây có trưng bày tấm hình chụp bác Trường Chinh vào năm 1936. Tấm hình chụp năm bác mới có 29 tuổi sau khi bác ở tù Sơn Na ra. Tấm hình này là do báo Tin Tức Mặt Trận bác chụp. Còn bên dưới là tủ đựng đồ tư trang của thân mẫu bác. Giường này cũng chính là nơi mà thân mẫu của bác là vẫn thường nghỉ. Đặc biệt trong ngôi nhà có treo chân dung của ông vua Duy Tân. Sở dĩ lại có tấm hình ông vua trong nhà vì trong lịch sử vua Duy Tân là ông vua yêu nước, cảm mến lòng yêu nước của ông vua, thân phụ bác đã treo tấm hình để giáo dục con là học tập theo tấm gương yêu nước của vua Duy Tân. Còn bên dưới là Đông Dương đồ bảng, có nghĩa là bản đồ Đông Dương. Bản đồ này vẽ năm 1928. Mục đích là để thân phụ của bác ông có thể theo dõi được tình hình chiến sự của ba nước Đông Dương lúc bấy giờ. Trong bản đồ có hiện cả quần đảo Hoàng Sa, bốn chữ nhỏ nhỏ chính là quần đảo Hoàng Sa. Và kính thưa với các anh các chị, ngôi nhà này không chỉ là nơi bác Trường Chinh được sinh ra lớn lên, ra đi hoạt động cách mạng, mà có một thời gian bác đã mang tài liệu về đây hoạt động. Đó là vào năm 1939, thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, đảng ta lúc này rút vào hoạt động bí mật. Năm đó để tránh sự truy lùng của mật thám, bác đã xách vali cùng với thư từ tài liệu về chính tại ngôi nhà này sống và làm việc. Nhưng được một thời gian ngắn thì bọn thực dân phong kiến địa phương phát hiện và chúng đã báo lên với mật thám Nam Định rằng Đặng Xuân Khu, tức Trường Chinh, đang hoạt động ở vùng quê hương. Chúng lập tức cho người về ngôi nhà này để vây bắt bác. Rồi bác chỉ kịp mang một ít thư từ tài liệu bác cho vào chiếc vali. Sau đó bác có mở chiếc cửa giữa hai nhà chung nhau cái bể nước mưa. Rồi chính bác đã trèo lên bể nước mưa đó và nhảy ra phía vườn đằng sau, đi theo đường rong 66 để đi về phía bờ sông và nhờ bà con trải lưới chở bác sang Vũ Thư Thái Bình ở tại nhà bà Lưu Thị Trấn. Bởi vì từ đây sang Vũ Thư Thái Bình chỉ cách nhau có một con sông. Còn thân mẫu của bác và Nguyễn Thị Từ lại đang sàng gạo ở dưới bếp. Thấy động, bà đã nhanh chóng mang cái mẹt sàng gạo lên trên ngôi nhà này và vơ nốt số tài liệu mà bác chưa kịp mang đi, rồi lại vùi xuống chuồng trấu một cách an toàn. Còn phu nhân của bác gái Nguyễn Thị Minh, lúc bấy giờ lại đi chợ phiên bán vải tấm dệt bằng tay không có ở nhà. Ít hôm sau khi tình hình yên ổn, các đồng chí liên lạc có trực tiếp về ngôi nhà này gặp gỡ thưa chuyện cùng với ông bà và bác gái rằng cất giấu được tư liệu bằng mọi cách chuyển ngay cho bác trai làm việc. Hôm đó bác gái lại có ở nhà và chính bác gái cũng tâm sự rằng lúc bấy giờ tôi biết ông nhà tôi là cộng sản, mà cái từ cộng sản đi chợ đi búa người ta đồn đại nó ghê gớm, nó quái đản lắm. Nhưng tôi thấy ông nhà tôi đi xa vẫn thường viết thư về hỏi thăm thầy mẹ tôi, cũng như thầy mẹ tôi dưới nhà và tình hình của chúng tôi, chứ không phải người cộng sản mà không có tình cảm như người ta đồn đại đâu. Từ đây đi sang Thái Bình nó cũng gần. Lúc này tôi quyết đổi tư liệu để xem công việc của ông nhà tôi nó vất vả như thế nào. Sau đó thì bác gái ra chợ mua một cái bị đan bằng cói, đựng đầy thóc rồi vùi tài liệu vào trong và theo các đồng chí liên lạc trực tiếp mang tài liệu sang Thái Bình cho bác trai. Khi hai bác gặp nhau ở Vũ Thư Thái Bình, bằng cảm xúc của mình, đồng thời bác Trường Chinh còn là nhà thơ với bút danh là Sóng Hồng,
Bác đã làm một bài thơ với tựa đề Đi kèm theo ba chữ Tặng vợ tôi. Nhớ buổi cùng nhau vui ước mơ, trăng tròn đắp đổ lụy đang tơi. Yêu nhau ta hẹn cùng yêu nước, sao xuyến lòng anh bao ý thơ. Vương linh hoa lá đượm hương tình, rí rít chim ca rộ trước mành. Muốn bắt Quan Âm ngừng lại chút, cho thêm lầu thắm những ngày xanh. Lòng ta man mát gió hay hay, câu chuyện tâm tình lật nước mây. Em biết đời anh say lý tưởng, em mừng nhưng sợ cánh chim bay. Giờ một chiều thu anh ra đi, chiều vui sum họp sầu chia ly. Tiếng anh em đứng trong khung cửa, giọng lệ như ngừng đọng dưới mi. Trên đường nghĩa vụ trí lâng lâng, quyết vẹn lời thề bên núi sông. Biết hẹn làm sao ngày trở lại, thù nhà nợ nước trả chưa xong. Nhưng một ngày kia khắp hải hồ, em nghe súng nổ lẫn reo hò. Trong da cờ đỏ bay phơi phới, em đón anh về với tự do. Sau đó Trung ương Đảng đã cử đồng chí Trương Thị Mỹ là ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ, sau này trở thành phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mỹ đã đóng vai là người cháu, gọi cụ bà Lương Thị Trấn là cô. Cháu về thăm cô ở Vũ Thư Thái Bình. Nhưng mục đích của Đảng ta đó là cử đồng chí Trương Thị Mỹ về đón bác lên đình bàn Tân Sơn Bắc Ninh để chuẩn bị cho Mỹ Trung Đảng lần thứ 7. Họp vào tháng 11 năm 1940, tại hội nghị này bác được bầu làm quyền Tổng Bí Thư của Đảng. Và đến hội nghị Trung Đảng lần thứ 8 tháng 5 năm 1941, tại làng Khuổi Đầm Bắc Bó tỉnh Cao Bằng, bác được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí Thư của Đảng. Năm đó bác ở vào độ tuổi 34. Trên cương vị Tổng Bí Thư cùng với bác Hồ và Trung ương Đảng, bác Trường Chinh đã có công lao rất lớn đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, rồi sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Đặc biệt vào tháng 7 năm 1986, trong một phiên họp đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, mặc dù lúc này gần bước sang tuổi 80, nhưng một lần nữa bác được Đảng tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí Thư. Và chính trên cương vị của mình, bác đề xuất công cuộc đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, 2 năm sau công cuộc đổi mới bước đầu giành thắng lợi, vào hồi 13 giờ 25 phút ngày 30 tháng 9 năm 1988, âm lịch là ngày 20 tháng 8 năm Mậu Thìn, ngày mất tháng mất của bác lại trùng ngày trùng tháng mất với hội đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Do tuổi cao sức yếu, Trường Chinh đã qua đời tại thủ đô Hà Nội. Với 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng, bác đã cống hiến cho đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong đó có 3 cống hiến xuất sắc nhất của bác đã được Đảng, Nhà nước ta đánh giá và ghi nhận. Công lao đầu tiên phải kể đến cách mạng tháng 8 thành công. Thứ hai là sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước đến thắng lợi. Và thứ ba là nhạy cảm theo hướng đổi mới trong Đại hội 6 của Đảng. Bác được coi là người đầu tiên đặt viên gạch để xây lên ngôi nhà đổi mới. Sau đó thì bác Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí Thư, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới do bác Trường Chinh là người khởi xướng. Kính thưa quý vị,